Hai, xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là Đam mê cây cảnh trên NCT. Và hôm nay là ngày 5 tháng 6, thì hôm nay con tiếp tục lên cái clip này để giới thiệu và giao lưu cùng cô chú anh chị mình. Đó là một cái lô linh sam song hình ha. Thì những phôi này hiện tại con đang bán là đồng giá 100 ngàn một phôi hết. Thì con chỉ lấy chai keo Mỹ Tiến để so sánh với cái gốc, và con chỉ lướt qua những cái phôi này thôi, mong cô chú anh chị mình thông cảm, tại vì phôi thì cũng không có gì để quay chân ha. Đó, con lên mã số từ 130B cho đến 139B. Giá thì đồng giá 100 ngàn một phôi hết, nhỏ hay lớn gì cũng vậy. Cô chú anh chị mình có mua thì cứ nhắc máy alo con qua số điện thoại con để trên tiêu đề ha. Cây này thì con cũng thấy là đế 24 giờ. Đến 24 giờ ha. Cái này là để ngay chân chỗ đường nước mưa mấy nhà chảy xuống của chú anh chị, cho nên nó sôi hết cái bộ đất ở phía bên đây. Nhưng mà cây mới cắt nó cũng đang phát triển mấy cái chồi non dài ha. Nói chung là vẫn sống khỏe bình thường, không có gì hết. Vậy cô chú anh chị mình cứ vô chậu ha. Cây đầu tiên là mã số 130B. Tiếp theo là cây 131B. Tiếp theo là cây 132B. Con quay cận cận như thế này tí xíu nữa con sẽ quay tổng thể để cô chú anh chị mình tham khảo cái dáng đó ha. Giờ này chủ yếu là cái gốc trước. 133B. 134B. 135B. 136B. 137B. 138B. 139B. Đó, thì đây là những cây phôi linh sam song hình hiện tại ở vườn con đang thanh lý với giá là 100 ngàn một phôi. Thì cô chú anh chị mình ưng cái phôi nào thì cứ alo con qua số điện thoại là 0387849762 gặp Mẫn. Thì con quay 10 cây nhưng mà clip quay rất là ngắn, mong cô chú anh chị thông cảm. Lý do là vì cái phôi nó không có gì để giới thiệu hết, chứ lại giá thì đồng giá. Đó, cho nên quay clip rất là nhanh. Thì con xin mến chào cô chú anh chị, cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem video và ủng hộ con trong thời gian qua rất là nhiều ha. Rồi con xin kết thúc và tạm dừng tại đây.